anh chiến trường tôi nơi hậu tuyến, đời lính chiến xuôi gặp nhau đây, hai đứa mình còn mỗi đêm nay nói gì tròn niềm thương rồi ngày mai ta lên đường, không bao giờ, không bao giờ ân tình lại đó. Một người đi nghe thương sao thương nhiều quá, dáng một người em xinh xao quá xinh mồ măng, không bao giờ, không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi. Một đời hoa không khi nào ai lần nở, trái hồng còn đón anh trở về rồi đây mai này ai thư của lính chấm dứt ở đây sau khi để tên hai chữ hôn Mai Phụng sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm Chàng Là Ai. Buổi tiệc tất niên của khu hội cựu tù nhân chính trị tại Houston và vùng quận cận đến đây chúng tôi xin chấm dứt. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm tạ tấm lòng ưu ái của quý vị đã đến với hội chúng tôi ngày hôm nay, và xin kính chúc tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng.